Chain hay Lee Sin đại ca thì chắc anh em nào cũng từng thấy, vừa bá lại còn vừa trâu. Nhưng liệu đã từng ai tò mò là nếu cái nội tại đó được quay về chính chủ thì như nào chưa? Chưa thì phải xem ngay video này, khi mà cô vợ quốc dân Emily Wang đã đóng góp một content cực giải trí để khuấy động bữa tiệc Penghu, kết hợp set cũ và set mới cùng form 8 đấu sĩ để sinh ra một vị vương quyền thực thụ, cần hết mọi đối thủ trong lobby để lấy về chiếc top 1 mãn nhãn. Video có nhiều cảnh đánh đấm bạo lực, anh em cân nhắc trước khi xem, còn không thì theo mình vào việc. Game diễn ra tại map huấn luyện người đá. Ba ấn trả về cho Emily là hiền giả, cảnh vệ và đấu sĩ. Tiếp đến là ba tộc hệ tới từ Penghu, lần lượt là Ja, Đại Ca và Surima. Ja sẽ là lựa chọn không tồi để flex tộc hệ trong map người đá. Tuy nhiên, xét về độ đa dụng của ba ấn nhà mình thì không quá max ping. Emily quyết định lấy về Đại Ca để giữ máu, nếu được thì nhằm đánh win streak. Đối với các nâng cấp vàng khởi động, nếu muốn đánh chuỗi thắng thì lõi 1 và 3 không quá ngon. Cô cho rằng chắc cốt nhất thì nên lấy về huy hiệu đấu sĩ, qua đó sẽ kết hợp với người đá để kích sớm được mốc cao. Chốt xong thì tiến hành áp luôn lên 4, kích đủ 4 đấu sĩ trên sân, tối ưu thêm mũ thích nghi cho Soraka, đưa nó lên hàng đầu để thử nghiệm làm carry chính. Gặp nhà thần rừng có sớm gần A2, chạm nhẹ vài cái là đủ để đưa Soraka về góc sàn. Đối thủ cũng đã lắp đồ và có carry 2 sao ở tuyến sau nên cũng quá khó để thắng được ngay round mở bát. Kỳ ngộ Morgana cho người chơi hai lựa chọn, nâng cấp tướng 2 sao hoặc nhận về 7 vàng. Emily lấy luôn vàng để nhanh chóng eco lợi tức. Thay Jira vào sân, kích hiền giả, chuyển luôn đồ đạc sang cho cà chê, đổi phương án carry. Nhà này có con Darius 1 sao cầm đồ, nhưng về cơ bản thì cũng không khó khăn gì vì phe ta có giáp lửa. Cá chê sau khi kích nội tại sẽ lo liệu ổn thỏa để giúp Emily có về trận thắng. Gặp một nhà thiên hướng tích hũ và áp cấp, nhanh chóng lụm về một free win tiếp theo. Ba tộc hệ 2.5 có sự xuất hiện của quân cảnh laser, tiên hắc ám và thần rừng. Cô lấy về option thứ hai, dồn toàn lực cho cá chê để carry giai đoạn đầu ván đấu, không quên kích mốc 6 đấu sĩ trong round này. Đối thủ có Zina 2 cầm 2 đồ, lượng đam là không thể xem nhẹ. Không triệt hạ được đỡ đòn sớm nên phe ta sẽ nhanh chóng rơi vào thế khó trước một con carry tầm xa. Sam Ken 2 đồ thuần tanh nên cũng chỉ bất lực làm cái bao cát. Tiến tới giao tranh cuối cùng với nhà Kobuko carry. Đối phương không có nhiều đam sau và Kobuko cũng chưa có trang bị trần phái nên round này ta win khá dễ. Dù đánh caro nhưng lượng kinh tế vẫn tương đối ổn. Annie xuất hiện như một món hời mà Emily không thể bỏ lỡ. Đưa luôn cô bé Loli vào sân để làm đại ca, cầm thêm ấn để hưởng máu từ 6 đấu sĩ. Tưởng sẽ là một pha debut rực rỡ thì lại gặp phải nhà quá nhiều kẹo với Kha'Zix mạ vàng cầm 3 đồ hoàn hảo. Sức mạnh quá áp đảo của gã thợ săn gây sức ép lên toàn bộ chest Feta. Annie cũng không phải ngoại lệ khi không thể lấy được 1/3 cây máu của hắn. Trong các lõi nâng cấp bạc thì có sự xuất hiện của phân nhánh. Vốn mê game gacha nên Emily hốt liền tay, một phần cũng là vì cái búa rèn để đề phòng nếu các mảnh đồ không đẹp. Tuy nhiên thứ trả về không phải đấu sĩ hay cái gì khác mà lại là thiên cung. Tạm thời cô đưa nó cho Jira cầm, đợi về sau tính tiếp. Annie ra sớm nhưng trộm vía hơi đen, nhanh chóng mang về trận thua tiếp theo cho Emily dù rằng đã cận kề với chiến thắng. Pha xảy chân trước cóc mò của nhà top 1 khiến lượng máu tụt về 7-8. Trong thế khó thì lại bắt về được Lee Sin, cô thay thêm Qiyana vào sân để có thêm thiên cung và song đấu. Lần này form bài đã có một carry đàng hoàng để bước vào giao tranh, nhưng dường như line up vẫn đang bị game ám quẻ, bắt Emily đánh chuỗi thua. Nguyên do là vì đối thủ sở hữu một con Qiyana đủ tố chất làm sát thủ, dễ dàng triệt hạ hết line up Feta và ấn định round đấu. Để chuẩn bị cho công cuộc trở lại mạch thắng, cô chọn mốc kim cương của đại ca, kế đó dùng búa rèn để đúc lại trang bị, nhưng các mảnh đồ trả về không quá chi mưng, chỉ có quỷ thư là xài được luôn để Alun giảm hưu team địch. Nhà này chưa có một con carry nào hoàn chỉnh, qua đó Lee Sin dễ dàng tỏ rõ giá trị 4 tiền của mình, kết hợp với các đấu sĩ để vừa câu kéo vừa gây đam, easy win như một tất yếu sẽ xảy ra. Kỳ ngộ Udia cung cấp 4 lượt roll free tới khi được sử dụng, thế eco đẹp nên cô sẽ tiết kiệm để dùng sau này. Gặp nhà thần tài nên không gặp khó khăn gì nhiều, sức mạnh chênh lệch nên lụm nhẹ một easy win về túi. Đang chiêu chiêu đánh quái thì nào ngờ chúng con lô, hộp quà kim cương giúp Emily có về free 2 máy nhân bản, bonus thêm một cái pha ke sau đó không lâu. Toan tính với dự định bắt sớm 5 vàng để đưa nó lên 2 sao làm carry chính, cô up 8 và bắt đầu tận dụng lượt roll. Huy xuất hiện chỉ với nháy đầu, đưa luôn anh họa sĩ vào sân để tiến hành vẽ tướng. Roll thêm thì húp được Riven 2 và đặc biệt là mảnh ghép không thể thiếu của content ngày hôm nay, anh xét đại ca 5 vàng, ngay lập tức được đưa vào sân và up lên 2 sao, trao cho hắn đặc quyền đại ca. Cầm thêm ấn đấu sĩ và móng vuốt để làm carry chính. Nhà Kha'Zix là một đối thủ thích hợp để debut, xét nhập cuộc tại một vị trí dễ hứng chịu sát thương để kích sớm nội tại, ra góc sàn gập bụng để tăng đam. Tới khi hắn ta quay ngược trở lại giao tranh thì ta ghét vào ngay Kha'Zix, cú ulti chất lượng cùng vài pha đấm thường suýt chút nữa đưa carry đối thủ lên bảng.
nhưng hắn ta cũng chả thể chạy được bao lâu, nhất là khi Seth đang chậm rãi dọn dẹp chiến trường để ấn định chiến thắng. Tới các lõi nâng cấp vàng cuối cùng, đẹp nhất sẽ là một lõi combat để layup được thăng tiến sức mạnh hơn. Roll 2 và 3 không ra option như ý nên nhất thống sẽ là lựa chọn an toàn. Trong pha chạm trán nhà Zoe Long Vương Hiền Giả thì phe ta nhập cuộc hơi lỗi. Mở đầu là khi Seth tung ra đòn tủ lệch phía với carry. Dù rằng có sửa sai và spam chiêu thêm 2-3 lần nữa, nhưng carry đối thủ vẫn được thoải mái chơi game và nhanh chóng ấn định round đấu. Tuy nhiên nếu solo với những nhà có carry tay ngắn thì lại là một chuyện khác. Seth sau khi gập bụng hồi xuân thì tỏ ra bất trị với những đối thủ có tầm đánh ngắn như mình. Từng cú song long quyền với sát thương chuẩn dễ dàng đấm to đầu cả layup song đấu để lụm về chiến thắng. Seth round này được xếp thẳng mặt với Kobuko. Emily còn cẩn thận zoom to để anh em cùng được xem một kèo solo cực kỳ nảy lửa. Mặc cho đối thủ đang vận sức với điệu múa kim tiền, Seth bế luôn hắn ta ra tuyến sau, câu kéo thời gian cho team triệt hạ các vị trí khác của đối phương trước. Dàn xếp xong xuôi thì hắn ta quay ra gập bụng, đợi thời cơ. Tới khi layup đối phương mỏng hơn thì quay lại giao tranh để vét nốt mạng. Kịch bản vô cùng chuẩn chỉ. Bài toán khó chỉ xảy ra với các nhà có carry tay dài, điển hình như bộ đôi thần thoại trong round này. Buộc Seth phải target đúng mục tiêu nếu không muốn làm cái bia tập bắn cho đối thủ. Trang bị hút máu cũng là yếu tố đại ca đang cần để sinh tồn trong combat. Round này hắn thiếu cả hai nên thua là không thể tránh khỏi. Trong đai đồ đã bao gồm hai mảnh của huyết kiếm, qua đó Emily quyết đoán cải tử hoàn sinh mảnh giáp với bố Gen để lụm về được BF, hoàn thành đồ hút máu cho Seth đại ca, không quên up lên 9 để có slot đưa Galio vào, thay Rek'Sai vào vị trí Diana, hoàn thành mốc 8 đấu sĩ để tăng mạnh về lượng máu cũng như bổ sung sát thương. Với mỗi 1.000 máu được tiêu hao từ hai đơn vị liền kề, Seth sẽ vĩnh viễn nhận thêm 1% sát thương vật lý, do đó 8 đấu sĩ chả khác nào bàn đạp để biến hắn thành một cỗ máy dọn dẹp chiến trường. Nhưng không chỉ Emily update mà nhà Zoe cũng đã có động thái lên 3. Dù rằng những cú ulti cực chất lượng để gây nhiễu đối phương, Seth vẫn chưa thể đưa layup lật kèo vì không đủ lực để tiếp cận carry. Hạn chế của tướng tay ngắn chỉ còn cách khắc phục dựa trên tư duy xếp bài. Đụng độ lại bóng nhà Lee Sin xong đấu, xét về khoản solo thì Seth có thể tự phong mình là chúa tể tay đôi. Lee Sin cầm đồ ánh sáng cũng chẳng phải đối thủ, nhanh chóng bị đo ván chỉ sau vài đường quyền, bỏ túi thêm một free win nhanh chóng. Điều đáng quan ngại nằm ở các nhà còn lại. Một trong số đó là nhà thiên cung Khazik đã tìm ra cách khắc chế Emily bằng việc mạ vàng Soraka. Seth qua đó không có khoảng trống để solo, những nguồn đam liên tục dội vào và lấy đi mạng sống của đại ca để ấn định combat. Trải qua một thời gian dài vẽ tướng mệt nghỉ, Huy đã giúp Tam Ken gần chạm mốc 8 con. Điều này đã nằm trong dự tính của Emily ngay từ khi đánh quái ra trước máy nhân bản cấp thấp. Round sau sẽ đánh dấu thời điểm cá chê được mạ vàng. Một lần nữa, layup Feta phải quy phục trước bộ đôi Lilia và Cockmo của đối thủ. Hiệu ứng từ ác quỷ câu giờ là một liều thuốc độc dành cho Seth. Đám nhi đồng liên tiếp sinh sôi nảy nở và bay ra từ góc sân, ngăn chặn Seth tạo khoảng trống để tiếp cận hàng sau, khiến đại ca rơi vào vòng luẩn quẩn ở tiền tuyến không lối thoát. Quá là bất lực. Kỳ ngộ On xuất hiện, cung cấp một tạo tác. Emily ưng ý lấy về dị vật tay ương làm quà chào mừng để cá chê mạ vàng. Nhờ vậy, layup sẽ có thêm một semi carry và sở hữu một độ châu chó không phải bàn cãi. Combat với nhà Ire Long Vương, một layup dẫn đầu meta với lối đánh khó chịu, dễ dàng snowball và bóc tách từng vị trí nếu team không có một con bài đủ mạnh. Cơ mà tất nhiên, nó không áp dụng đối với nhà Emily, bởi khoảnh khắc Seth gập bụng hồi xuân thì cũng là lúc vị vương quyền đã ra đời để giúp Emily lật ngược thế trận. Nhìn thấy đồng đội nối đuôi nhau nằm xuống, Ire cũng bất lực vì đường kiếm chậm hơn đường quyền, ăn 3 cú đấm và lặng lẽ đăng xuất. Với lượng máu ít ỏi như hiện tại, buộc lòng Emily phải bách chiến bách thắng, sẽ không còn cơ hội nào để sửa sai. Nhận thấy máu trâu mà không có đam thì chả khác nào cái bao cát di động, cô lụm về móng vuốt để đổi nó cho ấn đấu sĩ, vừa để có thêm đam và cũng là cái bảo hiểm nếu đại ca bị dính đam sốc trong combat. Kết cục của nhà song đấu thì vẫn sẽ như mọi khi thôi, bất kể có mạ vàng hay đồ ánh sáng thì gặp Seth là dụng hết. Gấu ba ngã ngửa ngay sau cú hủy diệt đấu trường, Lee Sin cũng chả khá hơn khi ăn 3 đường quyền là bốc hơi, đánh gục carry cũng là tước đi cơ hội đi tiếp của team bạn, top 5 là hết vị. Tiến tới combat với những đối thủ khó nhằn, mở đầu là nhà Zoe 3 sao và có thêm Zira 3 để phụ trợ. Nhưng Feta cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, xếp Seth hứng hết được chiêu đầu để giúp team sống lâu và kích sớm được đại ca. Qua đó khi đồng đội đang câu giờ, hắn comeback mãnh liệt với những cú tung chiêu 10 điểm nhắm vào góc phải của giao tranh.
Dù rằng sau cùng vẫn thiệt mạng, nhưng nhờ nỗ lực làm mềm nên cá chê chỉ việc đi bộ vớt dâu và vét mạng. Phe ta qua đó thắng giòn. Nhà Yre Long Vương là đối thủ tiếp theo. Mở bát hơi lỗi khi set bị ngắt nhịp ulti và phải lùi về sau gập bụng. Nhưng do đội hình đối phương thiên về kiểu kết liễu hàng sau, khá là mềm khi đối đầu với những đơn vị khỏe vượt trội. Nhờ vậy mà set và Tam Ken vẫn xoay sở được thế cân bằng của ván đấu, nhanh chóng lụm về một easy win tiếp theo. Tài đấu ngay tại round kế tiếp, đối thủ có động thái đổi vị trí Lee Sin và Ngộ Không, hòng mở đường clear team tank nhanh nhất có thể và hội đồng con set. Chỉ có điều sức mạnh không đủ để thực hiện ước mơ. Cá chê tỏ ra giá trị của bản thân và câu giờ cho set. Huy cũng xả đam nhiệt tình từ phía sau và gây ra ít nhiều khó chịu cho team bạn. Set trở lại và bắt đầu đếm ngược từng giây để kết thúc round đấu. Lobby chỉ còn lại một mình nhà Zoe 3 sao. Emily tiến tới những round solo cuối cùng. Trong pha khởi tranh tại 7.1 thì diễn biến game đấu khá thuận lợi cho phe ta. Điển hình là pha cô lập Illaoi tạo bước đà để set tiến tới hàng sau và xử đẹp đám hiền giả. Tới pha tung chiêu tiếp theo thì giúp ấn định sự sụp đổ của dàn tanh. Zoe mất đi hoàn toàn khiên chắn để xả đam, nhanh chóng bị đại ca quật cú knock out hạ màn. Bảy chấm hai có lẽ sẽ là round đấu cuối khi thế trận đã hoàn toàn một chiều chỉ sau 10 giây đầu tiên. Bởi sau bao lần cố gắng thì nay set đã thành công bắt được con Zoe trốn trong góc, tung ra vài đấm dạo đầu và kết bài với cú đấm 1.300 sát thương chuẩn. Mất đi carry nên round đấu cũng an bài nhanh chóng, top 1 về túi Emily sau một game đấu dài hơi và không kém phần mãn nhãn. Hy vọng game đấu này sẽ tạo động lực cho anh em sáng tạo thêm nhiều sự kết hợp mới lạ và độc đáo để tôn vinh chặng đường trưởng thành của đấu trường chân lý. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên một like, một share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ gia đình cà phê nhân phẩm nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.